xanh trà kia vươn lên từ một nơi trong gai gió sương, đợi bình minh xua tan âm u giữa màn đêm. Nhìn lại quá khứ chỉ là nước mắt, nguyện cầu tương lai mong sao mình quên hết u hoài, đừng mang khi thương tổn thương đến trái tim. Nụ hoa vô tư vẫn hồn nhiên yêu thương mãi chân vương nhé. Ông ơi, ông có sao không ông? Giết người! Ba ông nhận ra con hả? Con là Nam Khánh nè, con đây là nhà mình. Giết người! Con gái của ba nè! Con là cha! Còn có lúc rồi nè, ba nhớ không? Đúng rồi! Con gái của bà, con ơi, cứu bà vậy! Ba ngồi xuống đây, Đến ba sợ! Cứu bà vậy! Đi đâu rồi? Giết người! Ba, để con đọc sách cho ba nghe nha. Giờ này mà đọc sách cái gì? Con kêu bác sĩ tới khám cho ba con đi. Không có khám gì hết rồi, đi ra khỏi nhà tôi. Đi! Ba! Mẹ! Trả biết cách chăm sóc ba nè. Con đuổi thôi, đi đi. Con, hai mẹ con ra ngoài đi. Để ba bình tâm lại rồi mời bác sĩ khám sao cho ba. Đi! Ấu ơi dầu. Ba không thích bài này. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên gừng, ba mẹ là lá trắng che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Dạ. Dạ mời chị. Dạ mời anh chị. Dạ anh chị dùng gì ạ? Dạ. Chị ơi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ chào chị. Chị ơi, cần gì thì nói em nha. Dạ, mời anh chị uống nước. Bà chủ ơi. Ủa, ê. Chị ơi, chị dùng gì nói em nghe nha. Mới tới hả? À. Trời ơi, sao giờ này mới tới vậy? Bạn có xíu việc. Anh được. Giới thiệu với anh, bạn của em. Chào bạn. Mệt quá. Lấy nước cho bạn em uống đi. Ok, có đi. Ê, tôi mang bò né ra cho ăn nha. Okay, luôn. Đợi chút xíu đi. À, quán tôi hôm nay khai trương như vậy là cũng ổn đúng không? Đẹp, to. Mời hai bạn uống nước nè. Mang bò né ra. Có đi. Anh được có thấy vậy chứ, giỏi lắm á. Sáng giờ chạy bàn quá trời luôn. Đợi xíu nha, anh được mang bò né ra cho ăn. Wow, đồ ăn nhìn ngon. Mời bạn ăn nha. Em cảm ơn anh ạ. Mệt quá. Khách đông thì vui thiệt, mà chạy mệt muốn chết luôn á. Ăn thử đi coi ngon không? Quán tôi á, món nào cũng ngon hết á. Ngon quá bà. Ngon. Đặc biệt á, trà đào ngon lắm. Uống trà đào đi. Nãy gấp quá, tôi lỡ làm có một phần à. Thôi để vô làm phần nữa nha. Dạ. Bà cha. Sao tới không lên tiếng gì hết vậy? Chị cha.
hôm nay á quán của tụi em khai trương, chị là khách mời đặc biệt đó nha. Thấy quán đông khách như vậy chị cũng mừng cho hai người. Phải chi có anh Khánh đến nữa thì hay biết mấy, tiếc ghê. À, chị thấy quán của tụi em á như vậy cũng khang trang mà đúng không? Tụi em à, tại ông Đực, ông hứa với em là sẽ hoàn luôn, cho nên là em đầu tư cho ổng để làm ăn á. Hai đứa dậy lâu chưa? Hai đứa dậy lâu chưa? Tụi bay á, không có ghẹo nữa nha. Ghẹo nữa, tao tính tiền á. Dạ bà chủ. Chị đừng có chọc em như vậy, em không có thích đâu. Thật ra em với ông Đực không có như chị nghĩ đâu. Một tiếng cũng tụi em, hai tiếng cũng tụi em, không biết có nên tin hai người hay không. Thôi, à, bây giờ mọi người cũng đến đông đủ rồi, à, cho phép tôi làm lễ nha. À, dạ, lời nói đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị quan khách, quan viên hai họ đã đến chứng kiến buổi lễ ngày hôm nay ạ. Dạ. Anh nói như kiểu đám cưới của tụi mình vậy. Rung quá. Dạ, thì coi như mình ăn uống xong rồi. Lúc nãy tôi có phát phiếu bình chọn cho quý khách, thì bây giờ tới chương trình là bình chọn cho chủ quán đẹp trai. Nếu ai bình chọn trúng á thì sẽ được giải thưởng là giải nhất dĩa mì, giải nhì là một ly nước. Bình chọn rất là dễ á. Dạ, chúng tôi có 4 câu hỏi như sau. A, chủ quán đẹp trai. B, chủ quán dễ thương. C, chủ quán đáng yêu. Và D, cả ba câu trên đều đúng ạ. Ông hỏi Phương vậy á, sống bằng cầu mình đầy luôn á. Cái bà này, chắc cậu không ăn đê à. Ủa, Đạt. Ủa, ông tới hả? Vô đi. Ê, mới mở quán đó. À, thấy quán đẹp không? Là trời, Đực đẹp trai. Mọi nơi, trai lang thang, vớ được con gái ông chủ á, cái thành ông chủ luôn à. Ông nói gì vậy? Ông đi đâu bữa giờ? Hương Trà, sao rồi? Trà còn là đương kim đại tiểu thư không? Rồi cầm công tử kia chưa Trà? Ông nè, hôm nay là ngày khai trương của quán tao, nếu mày đến chúc mừng á thì tao hoan nghênh, còn mày đến phá thì xin mời. Mày nói chuyện kỳ Đực, tao mặc bộ đồ thiệt đẹp như vậy á là đến đi dự khai trương á Đực. Thì tao biết là như vậy, nhưng với thái độ của mày á, mày thấy đi quán tao đang vui vẻ, tao sợ mày gây sự thôi. Nãy mặt tao đừng gây sự nha. Người có tiền ăn nói nho nhã quá, tao nghe tao không hiểu. Mày nói kiểu lang thang bụi đời đi, chứ nói kiểu vậy á khó nghe lắm. Nhưng mà em thích á thì biến. Nè, mở quán ra để đón khách chứ phải đuổi khách vậy Đực. Nhưng ta không muốn tiếp khách như mày. Dẹp mẹ cái quán này đi. Mày nói đi, con gì? Mẹ, hôm nay là ngày khai trương cũng được, để tôi đánh em đừng phá được không? Xin lỗi, thằng lang thang này á không có bà con gì với mấy người, cao lắm, nó với không có tới đâu. Chúc mừng mày à. Không có gì đâu. Hôm nay anh không lên công ty hả? Tí nữa em có hẹn với mấy người bạn. Lên công ty để làm gì? Ăn sáng đi anh. Chào bà chủ. Cậu tới rồi hả? Dạ. Đợi tôi chút. Khương. Dạ. Ông kêu em chở đi đâu vậy? Ông chủ của em chở đi dạo mát. Giờ này. Xin phép. À, bà cứ đi dạo với mấy người bạn đi, tôi đi dạo một chút nha.
Cậu nói lúc trước tôi hay kêu cậu chở tôi tới đây hả? Dạ đúng rồi ông chủ. Có khi một tuần 7 ngày ông chủ cho tôi chở tới 4-5 ngày lần đó ông chủ. Vậy cậu có nhớ tôi tới đây gặp ai không? Mỗi lần ông chủ tới đây á, ông chủ cho tôi vài trăm ngàn, cho tôi đi uống cà phê, rồi vài tiếng quay lại với ông chủ. Nên tôi không biết ông chủ gặp ai và làm gì. Dạ chào anh Lâm. Trời ơi, lâu quá mới gặp anh. Sao, lúc này khỏe không anh? Chị gọi tôi hả? Trời ơi, cái anh này ngộ không? Gặp nhau hoài, không gọi anh chứ gọi ai? Tôi khỏe. Chị khỏe không? Dạ khỏe. Từ ngày mà tôi gặp anh bị tai nạn tới giờ anh mới quay trở lại đó. Sao, hôm nay anh đến đây định thăm ai ở đây hả anh? Vậy là mình hay đến đây thăm ai đó? Do tôi bị tai nạn cho nên cũng hay nhớ nhớ quên quên. À mà chị nè, chị có nhớ mấy lần tôi tới đây á, tôi gặp ai, số nhà mấy, tầng mấy không chị? Trời, anh sao vậy? Mỗi lần á anh đến đây á là anh gặp tôi, cái anh gật đầu chào, cái anh bước vô thang máy luôn. Thì làm sao tôi biết anh gặp ai và đến căn nhà nào mà chỉ cho anh chứ? Chị ráng nhớ lại giúp tôi nha. À, hình như tôi nhớ không lầm á, là mỗi lần anh đi vô thang máy là anh bấm lên tuốt trên lầu 6 á. Ủa mà sao anh lại hỏi tôi kỳ vậy? Tôi nhớ rồi, lầu 6. Cảm ơn chị nha. Tìm người quen. Người quen tên gì? Gì vậy?
Ai mà giờ đây phá đám vậy? Thôi kệ đi cưng. Thôi cưng, để em đi ra mở cửa. Lỡ đâu mẹ em tới mà không ai mở, mẹ cằn nhằn nha. Ông ta tỉnh rồi sao? Sao ông ta lại đến đây? Cái gì? Em quyết định hỗ trợ công an điều tra. Sao mày ngốc quá vậy? Em xuất hiện bây giờ, bọn sát thủ truy sát em thì sao? Thì em chỉ muốn giúp thôi mà. Thì bọn nhà giàu đó không có đáng tin đâu. Bộ người giàu là không đáng tin hả? Em thấy mấy người đó cũng quan tâm em lắm mà. Em ở đó không được bao lâu mà em cũng binh họ chầm chầm vậy rồi. Anh nói cho em biết nè, cái đám nhà giàu đó lúc nào chỉ lo lợi ích của mình. À chà, hay là thôi em chuyển nhà đi, đừng ở đó nữa. Ở đó không có an toàn đâu. Để anh thuê nhà cho em nha. Anh sao vậy? Mấy anh kỳ ghê lắm luôn á. Nè, hình như anh có ác ý gì với ba Lâm đúng không? Ba Lâm? Dạ. Anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi. Em biết rồi, em cảm ơn. Bây giờ em bận rồi, em về. Ông đến đây tìm tôi làm gì? Chuyện tôi với ông đã kết thúc rồi. Bộ ông muốn nói lại mối quan hệ hả? Nói lại mối quan hệ? Giữa tôi và cô có mối quan hệ gì? Trước đây ông có nợ tôi một số tiền, nhưng mà ông đã trả hết rồi. Tôi với ông á cũng không có liên quan gì tới nhau nữa. Mà thôi, ông tới đây tìm tôi làm gì vậy? Bực bội quá, đi về đi. Nhanh lên, đừng có tới tìm tôi nữa nha chưa. Tôi đã nói là đi về đi mà. Tôi bực mình rồi đó nha. Ông Lâm vừa tới đây tìm tôi. Cái gì? Ông nói gì? Xem ra thì lão vẫn chưa nhớ gì cả. May đó. Cô nói gì với ông chưa? Đương nhiên là tôi chưa nói gì. Nhưng tôi không chắc lần sau khi lão ta tới thì tôi sẽ nói cái gì với lão đâu. Anh biết là phải làm gì rồi đó. Được rồi, giờ đi, tôi tới ngay. Cô chuyển nhà đi. Anh làm như chuyển nhà là dễ lắm vậy. Chuyển nhà thì cũng cần phải mới chuyển được chứ. Như đây thôi à? Như đây em đi shopping một lần là hết rồi. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt. Cầm đỡ trước đi, rồi tôi chu khoản cho. Đúng là chỉ có anh Duy á là tốt với em nhất. Em hy vọng em sẽ chuyển nhà đi kịp trước khi lão già đó tìm đến đây lần nữa. Anh không ở lại chơi với em hả? Anh đến đây đưa tiền bao nhiêu lần rồi
mà chưa bao giờ anh lên nhà chơi với em hết trơn á. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Chị Sáu ơi, chị Sáu, ba, anh Khánh, chị Sáu ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Trà. Chúc mừng sinh nhật con gái. Mọi người làm công bất ngờ quá. Tất cả trang trí hôm nay là chính tay ông chủ làm, bánh kem cũng chính tay ông chủ mua. Ba, con cảm ơn ba đã dành cho con một ngày rất là đặc biệt. Con chưa bao giờ có một sinh nhật giống như vậy. Có gì đâu, vì con là con của ba mà, con gái yêu của ba. Kể từ bây giờ, năm nào ba cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho con hết. Và đặc biệt, năm sau sẽ lớn hơn năm trước, hiểu không? Chịu. Ba yêu con nhiều lắm. Ủa mà sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật con vậy? Chuyện gì muốn biết mà tôi không biết được chứ. Giận á. Hôm bữa tôi đưa cô đi khám bệnh, cho nên có nhìn vô hồ sơ nên biết thôi. Nhưng mà thật sự là con cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành cho con một ngày rất đặc biệt ngày hôm nay. Sáu, tiến hành. Ok. Đây, để ba đợi cho con gái yêu của ba nha. Dạ. Ba, Khánh. Lâu lắm mới mời được em đi uống nước. Thật là lãng mạn giống ngày xưa ha. Thôi đi, ông với thằng đệ của ông đang toan tính chuyện gì vậy hả? Đệ nào? Em nói gì anh không hiểu. Ông đừng có giả bộ nữa. Là thằng Duy chứ thằng nào? Duy? Nó làm gì khiến em giận hả? Có phải chuyện kêu gái lên phá hoại uy tín của công ty là một tay ông bày ra đúng không? Sao bất kể chuyện gì xấu em đều nghĩ là anh làm hết thế nhỉ? Mà nếu đúng là anh làm thì sao? Chồng em là một thằng không ra gì, cặp kè gái vũ tùm lum. Anh vạch mặt nó cho em không cảm ơn anh lại còn trách anh à? Dẹp đi, chuyện của gia đình tôi không cần quan tâm. Nếu như em sợ có ai hại chồng em thì em nên lo mấy đứa đang ở trong nhà, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ giòn nhà. Em có chắc là chuyện của anh với em không đến 85 đâu. Cô ta không phải là kể nhiều chuyện. Thế còn thằng con trai em? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bé, giống chúng ta ngày xưa thì sao?
làm cái gì? Giấu đầu lòi đuôi để bà Nga nghi ngờ rồi đó. Chạy đâu? Mẹ, mẹ mới về hả? Làm cái trò gì vậy? À, ba tổ chức sinh nhật cho Trà mẹ. À, mẹ, hôm nay là sinh nhật của Trà. Với lại ba cũng đang vui. Alo, tôi là Nam Khánh đây. Tôi biết rồi. Công an vừa mới gọi cho con. Họ muốn gia đình mình cùng với Trà ngày mai phối hợp với họ để dựng lại vụ án của ba. Vậy sao? Thôi, con vô chơi với mọi người đi. Mẹ đi nghỉ. Anh Khánh. Cô Trang, bây giờ chúng tôi sẽ tái dựng lại hiện trường vụ án ông Dương Lâm để thực hiện điều tra. Cô hãy kể lại chính xác và chi tiết những hành vi của hung thủ mà cô đã chứng kiến trong đêm hôm đó. Nhớ đừng bỏ sót một chi tiết nào nha. Ờ, đêm đó tôi vô tình đi ngang qua đây. Đó xảy ra chuyện gì mà tập trung đông vậy? À, công an đang dựng lại hiện trường mà vụ giám đốc bị đập bể đầu đó. Mà không rày, trên TV họ đưa tin đó mà. Ủa bà, tôi thấy anh hình như quen quen thì phải à? À, hình như anh là ông giám đốc bị đập bể đầu đó phải không? Chính xác chỗ này phải không Phúc? Rồi nhỉ. Có phải tư thế của nạn nhân như thế này không cô? Mời cô. Trà. Dạ. Con mới đi ra ngoài về hả? À, con mới đi gặp bạn con. Ba không thấy thằng Khánh và dì Nga đâu. Con có biết họ đi đâu không? À, con đi hồi rất sớm cho nên là con cũng không biết là mọi người đi đâu nữa ba. À, dạ, vậy con lên phòng trước nha ba. Trà. Dạ. Uống miếng trà này. Dạ. Con có giấu ba chuyện gì không? À, sao ba hỏi vậy? Con có giấu ba chuyện gì đâu.
Con thương ba muốn chết. Thôi, con lên nghỉ ngơi đi. Dạ, con lên trước nha ba. Ba, ba có muốn nghe con đọc sách cho ba không? Ai cho phép con tự tiện vào phòng ba mà không có cửa hả? Dạ. Đi ra ngoài ngay. Dạ, 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 con xin lỗi ba. Cô làm gì lén lút? Ai à? Đau quá mẹ. Tôi đang theo dõi ba. Ba có mày cái gì đâu mà theo dõi. Tôi làm gì cũng có lý do của tôi hết á. Hôm nay á, tôi thấy sắc mặt ba hồng hào, dáng đi khoan thai, rất là ra phong thái của chủ tịch đó. Mất xàm đi. Anh không biết gì hết trơn á. Ngày hôm qua á hả, tôi vừa về ba chặn tôi, hỏi là có giấu ba chuyện gì không. Chưa hết, tôi lên phòng ba, ba đuổi thẳng ra khỏi phòng rồi. Có khi nào ba biết tôi làm nhân chứng sống cho cái vụ hung thủ không hả? Chắc là cô đa sầu đa cảm quá rồi đó. Tôi nghĩ là cô tội lỗi vì chuyện của tôi với cô giấu ba. Trà. Dạ. Anh qua đây ba biểu. Ngồi xuống. Thiền. Ba, sao ba không kêu mẹ thiền mà kêu tụi con thiền vậy? Đúng rồi ba. Mẹ con tinh thần hay sao động lắm, làm sao mà thiền được. Ba đọc báo thấy người ta nói thiền giúp mình tĩnh tâm hơn. Lui về chỗ. Thiền. Kêu thiền chứ không phải là kêu nhiều chuyện. Thiền. Đứa có đang thiền không? Dạ có. Có sao ngồi đó? Về chỗ. Miên man đời em trôi qua bao tháng năm, nhẹ nhàng tinh khôi như bông hoa rừng trà kia, vươn lên từ một nơi trong gai gió sương, đợi bình minh xua tan âm u giữa màn đêm. Nhìn lại quá khứ, chỉ là những bóng đánh hả? Đánh chiều tương lai em mong sao mình quên hết rồi. Xuống sọng luôn, đánh tôi nè, đánh tôi lại không phải đập đất nữa. Trái tim đánh tôi chân vương nhé em, mãi yêu thương nhé.
Ê, từ từ, chẳng đâu nhà chị ngủ ơi. Ê, em đây. Từ từ. Xuất hiện thật lộng lẫy, thật xinh đẹp. Và tất cả mọi người đều biết con chính là con gái ruột của con. Chào cô chú. Mời cô chú vào trong. Chào con. Cặp chị đẹp luôn em. Con chào cô chú. Dạ. Mời cô chú. Ồ, lâu quá mới gặp chị. Chào chị. Em chào chị. Con chào chú, lâu quá mới gặp chú. Dạ, ba của con đây. Dạ, chào anh chị. Ba chào em cứ nhắc anh hoài à. Cảm ơn em. Dạ, chào chị. Chào em. Wow, Khánh Tiên đẹp đôi quá. Dạ, em cảm ơn. Trời, nhìn cô Nga dạo này trẻ quá ha. Đúng rồi đó. Ý anh nói tôi càng ngày càng già đúng không? Không, tôi không có gì đó. Khách tới cũng khá đông đủ rồi. Bà đứng ở đây nha. Tôi vào xem bé trà nó thế nào rồi. Tôi nôn quá. Chắc là khách cũng tới gần đủ rồi ha. Dạ. Dạ, con chào chú. Chào con. Con chào chú. Chúc mừng cậu của em bé mới. Chào anh. Hôm nay sexy thế. Ai mà thằng Duy tới vậy? Anh Khánh. Con chào chú Mạnh. Chào cậu. Trời ơi, em có cảm giác đó nha, giống như bà đang nắm tay con gái trao cho chú rể vậy đó. Đẹp quá. Lên. Ủa Tiên. Đi dạ. Vô. Anh Khánh. Vô đi anh. Tí nữa đi chung với em nha. Lên. Dạ. Cùng. Anh Khánh. Hãy
khách nha. Dạ. À, chồng yêu. Khánh, anh thấy em hôm nay có đẹp không? Linh à, em nói chuyện với anh bình thường có được không? Mắt gì mà chua môi chua mỏ như vậy? Anh không thấy hả? Hôm nay em biết là em sẽ sánh đôi với anh, nên em đã đầu tư một cây son cả tỷ bạc luôn đó. Anh thấy cái bờ môi của em có quyến rũ không? Hôm nay mình phải sánh đôi với nhau đó nha. Cô Linh. Tiên. Linh à, anh Khánh không còn là hôn phu của Linh nữa. Hôm nay anh Khánh bận lắm, Linh cho anh Khánh thời gian tiếp khách nha. Anh, mẹ anh kiếm á. Anh biết rồi. Linh, em ở lại tận hưởng bữa tiệc nha. Anh xin phép. Đi em. Tôi, Dương Lâm, xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý đối tác, quý bạn bè và toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, ngay giây phút này tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị một thông tin vô cùng quan trọng. Đó chính là tôi đã tìm được cô con gái ruột của tôi sau nhiều năm thất lạc. Xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự xuất hiện của cô ấy có được không ạ? Ngài chủ tịch đã tìm được cô con gái rơi rồi. Tôi nghĩ ngài nên dành thời gian để vun đắp tình cảm cha con. Còn cái chiếc ghế chủ tịch thì... Thì sao? Cũng sẽ không tới lượt của ông nội vô đâu. Bếp của tôi cổ giữ, cây son thì mất. Cây son đâu? Đưa đây, tôi lượt xoát. Đưa đây, đi. Cô làm gì vậy? Đưa đây, cha của tôi. Cha, cha. Làm gì vậy? Sao anh đối xử với em vậy? Tự nhiên nhảy xuống hồ của cô ta là sao? Biết anh vậy á, nãy em nhảy xuống hồ luôn. Cho anh cố đỡ nhục. Đúng là không ra cái thể thống gì hết mà. Cô có thấy quá khứ huy hoàng của cô á, làm đẹp mặt gia đình đi chứ? Đủ sao chổi. Mẹ, con xin lỗi cả nhà. Nhưng mà tôi thấy đã đến lúc nên hạ bệ ông Lâm được rồi đó. Để đêm dài lắm mộng. Chuyện này tôi còn nuôi hơn ông nữa. Nhưng mà ông cứ phải bình tĩnh. Tôi đã có tính toán hết rồi.